Ngày 20 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục không kích vào địa điểm gần sân bay quốc tế Beirut của Liban, gây ra nhiều vụ nổ và đám cháy lớn. Phía Israel cho biết họ tấn công hàng loạt mục tiêu của Hezbollah nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của nhóm này. Chỉ vài chục phút sau khi xảy ra các vụ nổ lớn và đám cháy bùng lên cạnh sân bay quốc tế Beirut, máy bay chở khách tiếp tục cất và hạ cánh ở sân bay này. Các cuộn khói bốc lên có thể được nhìn thấy từ máy bay dân sự đang hạ cánh. Một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Israel cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào Al-Qaeda Al-Hassan. Đây là tổ chức phi lợi nhuận được Mỹ và Ả Rập Xê Út chấp thuận và là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính tại Liban. Tuy nhiên, Israel xác định tổ chức này là đơn vị của Hezbollah, là nguồn tài chính của nhóm này và liên quan đến các vụ mua bán vũ khí. Trước đó, hàng trăm người dân Beirut đã chạy khỏi nhà vào khuya ngày 20 tháng 10 sau khi Israel tuyên bố chuẩn bị tấn công vào các địa điểm liên quan đến hoạt động tài chính của Hezbollah tại Liban và yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức.